bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Mới đây thì có một chủ đề đang được cư dân mạng Hàn Quốc bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn, đó chính là về nhan sắc của thành viên Jisoo Blackpink. Có nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của cô là trẻ hơn tuổi thật, nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhiều ý kiến phản bác cho rằng cô già trước tuổi. Chủ đề về Jisoo Blackpink đang được netizen Hàn bàn luận sôi nổi trên diễn đàn fan. Thành viên Blackpink vừa tham gia một show truyền hình lên sóng vào ngày 17 tháng 9 và nhận được sự chú ý của người dùng mạng Hàn Quốc. Từ khóa tuổi Jisoo liên tục vào top tìm kiếm trên Naver. Bên cạnh những lời khen về visual trẻ trung hơn tuổi thật của nữ idol sinh năm 1995, cũng có nhiều ý kiến lại cho rằng Jisoo già hơn tuổi. Jisoo được biết đến là một trong những visual hàng đầu của K-pop thế hệ 3, nữ idol có gương mặt thanh tú, đôi môi hình trái tim. Chỉ một thời gian ngắn sau debut, tên tuổi của Jisoo đã được fan K-pop quen mặt nhớ tên, thường được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng nhan sắc, trở thành đối thủ của Irene Red Velvet và Chu Yi của Twice. Jisoo được khen có khí chất diễn viên, nhiều khoảnh khắc ăn mặc giản dị ra sân bay cũng đủ gây bão vì đẹp như tạp chí. Nhờ ngoại hình nổi trội, nữ idol được nhiều thương hiệu săn đón, cô xuất hiện trong nhiều bộ ảnh tạp chí đẳng cấp. Fan khen khi trang điểm nhẹ, gương mặt Jisoo toát lên vẻ thanh thuần trong sáng như gái 18 đôi mươi. Người hâm mộ cho rằng Jisoo giống một nữ sinh trẻ trung so với tuổi 26. Trong khi đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng Jisoo không quá ấn tượng như lời fan tâng bốc. Ở một số góc mặt, nữ idol lộ khuyết điểm cổ to dày, mặt nhiều nếp nhăn, bọng mắt to, làn da cô cũng không được căng bóng tươi trẻ như các idol khác. Netizen đưa ra ý kiến Jisoo chỉ đẹp tùy lúc, trong khung hình thì long lanh, nhưng ở những video chân thật hoặc ảnh không chỉnh sửa lại lộ nhan sắc có phần bình thường, thậm chí có bình luận nói rằng mỹ nhân Blackpink già hơn tuổi thật. Khi đứng cạnh các thành viên Blackpink, Jisoo toát lên sự già dặn đúng với vị trí chị cả, không hề hách tuổi giống em út như lời fan ca ngợi. Vậy thì theo quan điểm của bạn, bạn có đánh giá như thế nào về nhan sắc của Jisoo Blackpink? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới comment cho chúng mình được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.